trời khá âm u. Xin chào các bạn. Hôm nay một ngày mình được rảnh rỗi, mình đi lang thang ở một cái dealer, một cái bãi xe thương hiệu là Carmax. Rất là nhiều xe ở đây có mấy ngàn chiếc xe bán. Xe đã qua sử dụng và tất cả các thương hiệu đều có ở đây hết. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn, trong cái clip này mình sẽ review cho các bạn các loại xe đã qua sử dụng ở đây và giá cả nó như thế nào nha. Đừng quên bấm like và chia sẻ video clip và kênh của mình nha các bạn. Mình thì mình thích cái thương hiệu Honda hơn, nên hôm nay mình đang đi xem ở cái thương hiệu Honda. Đây là một số xe của Toyota. Các bạn sẽ thấy những cái logo màu xanh này là những cái xe hybrid. Chẳng hạn như chiếc xe này màu xanh, cái logo của Toyota này màu xanh này, thì có nghĩa là nó là xe hybrid, nó vừa chạy xăng vừa có điện, trợ lực điện. Đây là chiếc Honda Pilot. Mình thích cái dòng xe Honda Pilot, nên chiếc xe của mình đi là chiếc Honda Pilot. Đây là thương hiệu xe Carmax. Bên này là chiếc Honda CR-V nè. Bên này là chiếc RAV4. Toyota RAV4 là một cái thương hiệu xe bán rất chạy ở Mỹ. Chúng ta ngó thử, đây là cái chiếc Honda Pilot, cái mâm nó cũng rất là đẹp. Ánh sáng thì nó khó thấy lắm. Một số xe nó sẽ để giá ở đây, nhưng mà hôm nay cái trời hôm nay nó mưa mà nó rọi đây nó khó thấy quá. Đây là một cái dòng xe Subaru. Đây là Nissan. Nissan. Đây là một chiếc Honda. 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 Tiếng Việt mình đọc là HRV. Ở bên này gọi là SRV. Chiếc CR-V này màu xanh dương, mà xanh dương đậm và đẹp. Chiếc này Honda Hybrid CR-V nè các bạn. Nhưng mà chiếc Hybrid này nó có chữ Touring. Dòng Honda mà Touring là một cái dòng mà trước đây nó là cái dòng gần như là nó cao cấp, nó thuộc dạng là Limited á. Nhưng bây giờ nó sẽ ra một cái loại nữa là Elite. Còn hiện hồi xưa là Touring là thuộc dạng là dòng cao cấp nhất của Honda. Giống như cái đời này cái Touring là cao nhất đó. Giá nó 30.998, là có 31.000 giá tại Mỹ nha các bạn. Xe này đã chạy rồi. Xe này đời 2021. Xe ở Mỹ giá rẻ hả? Đây là Honda. Bên này cũng là chiếc Honda luôn. Ồ, chiếc này đời 2024 luôn nha. SRV. Chiếc này 32.998, là khoảng cỡ 33.000. Chiếc này màu xám.
Ở Mỹ thì xe Toyota và Honda với lại Nissan rất là chuộng. Đây là chiếc RAV4 chạy điện nè. RAV4 Hybrid nè các bạn. RAV4 Hybrid thường giá cao. Để mình xem giá coi. Ồ, chiếc này 2020 nè. XLE 32.998 là khoảng cỡ 33.000. Chiếc này mới chạy có 22.000 mai thôi. 4 xi lanh. Chiếc này có thể trả được 594 đô một tháng thôi. Một tháng ta trả 594 đô. Đây là chiếc Honda nữa. Honda CRV. Mà mình thích Honda Pilot hơn, nó bự. Ngồi nó cao, nó thoải mái quá. Honda CRV. Ở đây cũng có chiếc Honda nè, các bạn sẽ thấy cái logo nó là một có màu xanh. Nó là một cái dòng hybrid. Đây là hướng dẫn bán ở dealer này, nó warranty gì luôn nè. Nó bảo hành 90 ngày hay là 4.000 mai. Chiếc này là chiếc CRV. CRV mà có hybrid. Các bạn sẽ thấy logo nó có màu xanh. Nó có chữ hybrid ở đây. Đời 2022 31.998. Có rất là nhiều xe đẹp. Nếu mà đi ở đây chắc mỏi chân luôn à. Honda không à. Đây là Honda. Đây là Honda. Cái chiếc này giống như chiếc Honda Passport quá. Mình nhớ như chiếc này là chiếc Honda Passport. Chiếc này quá đẹp nè. Kiểu dáng nó đẹp. Đúng rồi, Honda Passport đời 2021 26.998. Mình không hiểu sao chiếc Honda Passport này nó 7 chỗ đó, nhưng mà giá lại rẻ hơn chiếc CRV. Cái mâm nó cũng to nè các bạn, cái bánh nó sẽ nhỏ nè. Cái mâm của chiếc xe hybrid này cũng đẹp, nhưng mà chiếc Passport lại rẻ hơn chiếc Passport. Có lẽ là nó không được thông dụng hơn á. Năm ngoái mình đi qua Texas thì một anh bạn đi chiếc Passport này, nó cái tay lái nó bị nó có vẻ bị lỗi, hãng nó bị lỗi. Nên mình thấy chiếc Passport này không có được chuộng lắm. Passport. Đây là một cái chiếc Toyota Tundra. Một cái dòng xe chất nổi tiếng. Mà ở bên Mỹ này á, là rất là nhiều người thích đi, tại vì cái chiếc Tundra này nó rất là bền. Mình có quen một anh bạn làm construction á, anh đi chiếc này hơn 500.000 mai các bạn, mà nó vẫn chạy tốt. Có những lúc anh quên đổ nhớt hay này kia nó vẫn chạy tốt. Nhưng mà cái xe này nó màu màu giống như màu nhà binh á. Chiếc xe Tundra rất là bền, nhưng mà mấy năm trước chiếc này nó hao xăng lắm.
Ô bên này là nguyên một cái dãy xe chết không à. Chiếc stern ra. Cái đèn nó rất là ngầu ha. Có người ta độ xe lên. Cái xe này chịu tải rất là lớn ha. Có lần mình lái chiếc này mình chở gạch. Chở gạch lót cho công trình tiệm neo á, mà chở lên cỡ 1 tấn mấy, gần 2 tấn. Chiếc này đời 2023. 55.998 là khoảng 56.000. Xe ở Mỹ chỉ cần chạy 1 năm thôi nó sẽ rớt giá rất là nhiều. Đời 2023 mà 55.000 mấy nè. Ở đây nguyên cái dãy này là xe chết không các bạn. Xe bán tải, ở Việt Nam mình gọi là xe bán tải. Chiếc này cái đầu nó bự dễ sợ. Cũng Toyota đó. Toyota Tundra. Cái khuynh hướng về sau này là người ta thích sơn những cái màu mà nó không có cái chất nhũ bạc ở trong sơn. Chiếc này cũng tên ra luôn. À chiếc này là Tacoma nè. Ồ chiếc này Tacoma mà Tacoma bự. Chiếc này còn có 28.998 thì có khoảng cỡ 29.000. Mấy chiếc Tacoma thì nó nhìn nó sẽ nhỏ hơn mấy chiếc tên ra. Bên này chiếc Tacoma nhưng mà bên này chiếc tên ra các bạn sẽ thấy nó bự hơn nè, cao hơn. Chiếc này đời 2012 thì có 16.900 mấy, là 17.000 thôi. Là khu vực này khu vực xe tải. Xe bán tải sẽ chết. Ở đây một chiếc Honda nè. Chiếc Honda chết nhưng mà nó sport, dáng thể thao. Nó thiết kế cũng đẹp. Đời 2014 giá 21.998 là 22.000. Giá khoảng 22.000. Nhưng mà mua ở mấy cái dealer này có thể trả giá được. Chiếc Tundra này cũng đẹp quá, cái đầu nó kiểu khác mà. Không biết cái chiếc này đời bao nhiêu. Ở đây là hướng dẫn sử dụng thôi. Xe đã chạy rồi nha. 2024 mà đã chạy rồi ghê thiệt. Mới chạy có 6.000 mai à, bán lại 50.000. Cái thùng của nó cũng rất là bự. Ở đây mình đi ở cái dãy này. Dãy này dãy G và F nè. Bên này là F, bên kia là G nè. Ở bãi xe này nó rất là rộng. Nên người ta phải đánh dãy. Nhiều khi các bạn tìm xe gì á, ví dụ như chúng ta tìm xe Kia, người ta sẽ chỉ ở cái dãy này là dãy F. Còn ở bên này là xe Nissan thì nó sẽ giờ là dãy E. Ở bên này gọi là Y. Ở đây có một số dòng xe Kia rất là đẹp. Xe Kia của Hàn Quốc nhưng mà họ phát triển đất nước Hàn Quốc, họ phát triển, họ qua tới bên Nhật. Sản xuất và họ xuất qua tới bên Nhật. Những cái xe của họ rất là bền và rất là cao cấp nha. Có những cái xe mà họ bảo hành 10 năm luôn. Cái lưới tản nhiệt nó quá đẹp các bạn.
nhìn cái lưới tản nhiệt, thiết kế cái lưới tản nhiệt có đẹp. Còn cái lưới tản nhiệt này thì mình thấy bình thường, nó giống như nó đời cũ rồi hay sao, không biết phải đời cũ hay không, mà mình thấy nó không có ngầu bằng như những cái lưới tản nhiệt này. Lưới tản nhiệt này thiết kế quá cầu kỳ. Hệ thống đèn LED LED này nó cũng rất là mới. Cái kiểu xe này rất là mới. Cái cản trước của nó nhìn rất là đẹp. Mà mình đi đường mình thấy cái chiếc xe này cái kiểu cái đèn của nó hay, giống như là hai cái con mắt trước nó, giống như hai cái mắt hiếp nó. Đẹp. You need anything unlocked, my friend? What? You need anything unlocked? Cái chiếc xe này cái kiểu đèn nó nhìn thấy ngộ, cái đèn giống như nếu nó giống như là hai con mắt hiếp á. Mình chạy xe khi mà mình nhìn qua kính chiếu hậu á, khi mà mình nhìn kính chiếu hậu á, mình nhìn thấy nó ngược chiều á, nhìn đằng sau lưng của mình á, nó chạy nhìn cái con mắt giống như là hai con mắt hiếp á, nhìn nó thiết kế kiểu dáng cũng rất là ngầu. Ở bên này cũng vậy nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy là hai con mắt, hai cái đèn hai bên nó nhìn giống như con mắt của nó. Giống như mình xem phim khoa học viễn tưởng nha các bạn. Hai con mắt của cái này nè, nhìn thấy nó ngầu nè. Chúng ta xem giá của nó ha. Nè, thấy họ Hàn Quốc họ thiết kế cái mâm xe cũng rất là đẹp. Mâm xe rất là đẹp. Chiếc này đời 2023, là mới có 1 năm thôi. Xe này mới có 11.000 mai mà giá là 29.000, rất là đẹp. Của Hàn Quốc. Cái đèn sau của nó cũng rất là ngầu. Cái đường viền giống như đuôi con mắt vậy đó. Nó kéo dài qua tới đây, nó chạy qua bên tới đây, bên này. Đơn giản nhưng mà sang trọng. Còn đây là chiếc kia Sorento nè. Đèn nó cũng rất là đơn giản nhưng mà nó có cái gì đó nó sang trọng. Về sau này khi mà họ thương hiệu kia họ thiết kế chữ kia nhìn cũng đẹp. Chữ K nè, còn cái này chữ Y, chữ E, chữ A, mà nhìn giống này hơi giống chữ N, giống như chữ K, chữ N hơn. Còn đây là hồi xưa là cái logo cũ của họ. Nó chỉ là chữ Kia vậy thôi. Về sau này họ thiết kế cái logo, cái chữ Kia đẹp lắm. Bây giờ chúng ta đi tới cái dãy này là dãy xe Jeep. Chúng ta cứ nghĩ rằng là xe Jeep là xe trong thời chiến tranh á, là nó thuộc dạng như xe quân đội không à. Nhưng mà bản thân một cái hãng xe Jeep của Mỹ nó khá nổi tiếng. Bây giờ họ sản xuất ra những chiếc xe đủ kiểu xe hết. Xe SUV, xe sedan, thậm chí có xe chết luôn nữa. Mà có nhiều xe giống như là xe quân đội nữa. Hiệu Cherokee. Cái này là chiếc này tên là Combat. Bên kia một chiếc nữa màu đen nữa. Chúng ta sẽ thấy cái tính đặc trưng của cái xe Jeep á, là cái lưới tản nhiệt nó là những cái ô vuông và sọc xuống. Ở bên này cũng vậy, chúng ta thấy cái kiểu của nó, lưới tản nhiệt ô vuông và sọc xuống là cái đặc trưng của xe Jeep. Nên khi mà mình đi, mình chạy xe, mình chỉ nhìn qua kính chiếu hậu mà mình nhìn thấy cái cản trước mà như vậy là mình biết nó là xe Jeep rồi. Đây cũng vậy nữa. Các bạn sẽ thấy cái lưới tản nhiệt nó là những cái ô sọc xuống. Và mình thấy thường thường nó là làm 7 ô. Đây nè, cái này cũng 7 ô luôn. Cái này lưới tản nhiệt này cũng đẹp ha. Cái này cũng 7 ô luôn. Đó, chúng ta sẽ thấy nó là những cái lưới tản nhiệt sọc xuống. Bên này cũng chiếc SUV luôn. Cái đèn của nó cũng rất là đẹp không? Xe này có lẽ là đời mới nè. Đèn nó còn mới tinh nè. Lưới tản nhiệt nó cũng sọc xuống. Và 7 cái ô.
qua bên này tự nhiên chúng ta thấy là cái chiếc xe này hiệu Dodge là nó là cái lưới tản nhiệt nó khác liền à. Ở đây có một chiếc Dodge nó chen giữa mấy chiếc xe Jeep. À, đặc trưng của xe Jeep là cái lưới tản nhiệt nó sọc 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 xuống, những cái ô sọc xuống và nó có 7 ô. Đó, đây nè, cũng là đời mới không. Nó rất là nhiều kiểu nha, xe Jeep có rất là nhiều kiểu nha, nhiều đời nha. Đây, còn là những chiếc xe Jeep này là nó theo cái kiểu hồi xưa giống như xe quân đội vậy đó. Nhưng mà giá cũng không rẻ đâu nha các bạn. Nè, các bạn sẽ thấy cái đặc trưng của xe Jeep. Những cái lưới tản nhiệt là những cái ô hình chữ nhật sọc xuống. Đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Ha. Đây cũng màu xanh đẹp nè. Đó. Xe này những xe đi địa hình. Chiếc này màu trắng. Mấy chiếc mà của xe Jeep mà theo cái kiểu quân đội xưa nó hay có cái đèn tròn. Chiếc Sahara này nhìn các bạn thấy ngầu không? Đó. Sahara. Để mình coi cái đời nó như thế nào nha. Nè. Jeep Sahara này không? Ngầu ha. Chiếc này đời 2021 chạy 12.000 mao. Giá của nó là 41.000. Đó. Đời 2021 mà giá 41.000. Mấy chiếc xe Jeep kiểu dáng này á giá cũng cao lắm các bạn. Đây cái cản của cái bánh trước nè. Nó hơi ấy xuống. Màu đen này nhìn thấy ngầu không? Cái bước chân. Cái cản chân leo lên cũng rất là đẹp. Còn đây cũng là chiếc màu trắng. Những cái dòng xe Jeep mà Sahara giá rất là cao. Chiếc màu trắng này đời 2016 giá 22.000. Chiếc này chạy 82.000 mai rồi nên giá nó rẻ rồi. Đây cũng là một chiếc Jeep Sahara luôn. Đây cũng là một chiếc Jeep Sahara luôn. Đèn rất là đẹp. Chiếc này đời 2019 giá 31.000. Tất cả đây là đều là xe đã qua sử dụng. Chiếc này là 60.000 mai rồi. Ồ, chiếc màu đen này cũng rất đẹp ha. Mấy người Mỹ hay người Mỹ người ta cũng rất là thích đi những chiếc xe Jeep này các bạn, rất là ngầu. Đây là chiếc đời 2020, chiếc Wrangler Limited, Unlimited, mà kiểu dáng thể thao nữa. Chiếc này đi 36.000 mao, 6 xi lanh, thể tích 3,6 lít, giá 30.000, đã qua sử dụng. Nắp bình xăng con. Ở phía sau nó có những cái bánh xe cua nè các bạn. Đó. Nó để lộ thiên ra. Theo cái kiểu hồi xưa. Đây là dòng Sahara. Còn những chiếc xe mà đời mới sau nó có những cái bánh xe cua nó cất ở trong cái dưới ghế ngồi. Bây giờ chúng ta đi tới cái dãy này. À, xe của Hàn Quốc. Xe Hyundai. Wow, chiếc Hyundai bên này á, cái kiểu nhấn của nó cũng đẹp quá trời, cái đèn của nó nè, cái con mắt nó giống như mắt liếc nè. Ở dưới này có cái đèn cản á, khá là đẹp. Nó có cái nhấn gốc bo này nè, nhấn gốc bo này nhìn thấy nó ngầu nữa các bạn. Nhấn gốc bo này ở góc kia nữa.
Chiếc này cũng vậy luôn, cũng là nó luôn nè. Cái lưới tản nhiệt họ thiết kế, thấy người Hàn Quốc họ thiết kế khá đẹp. Chiếc xe này thiết kế gỗ quá. Những cái bờ nhấn chỗ này, những cái bờ nhấn chỗ này, đây là những cái bờ nhấn chỗ này. Đây là chiếc Hyundai Tucson nè, đời 2023, mới đi có 9.000 mai thôi, đi 9.000 mai mà giá là 26.000. Ở mặt sau cái cản sau nè, cái đèn sau cũng rất là đẹp. Hai chiếc cũng đều hiệu Tucson, mà sao chiếc màu đen này nhìn cảm giác như nó đen hơn, cái chiếc màu đen kia nó hơi xám hơn. Chiếc này hybrid, chiếc kia không phải hybrid. Chiếc hybrid thì luôn luôn giá tiền nó cao. Chiếc hybrid này đời 2022 giá 29.000, đi 33.000 mai rồi. Nhìn ở phía sau, nhìn bên hông phía sau, nhìn tới nó có những cái đường G nhấn xuống, nhìn rất là wow. Không biết quay video mình thấy thế nào, nhưng mà nếu mà nhìn ở ngoài, nhìn cái đường nhấn này nè, công nhận Hàn Quốc họ thiết kế cũng dữ dằn thiệt. Đây cũng là một cái chiếc của Hàn Quốc, của Hyundai luôn. Cái chiếc này nó tên là Kona. Nó nhấn một cái đường xéo ở trên cái thân, nhấn xéo xuống ha. Rồi sẽ cái đường đây vắt chéo xuống, rồi ở trên kia nó uốn lượn lên, nó vắt chéo lại. Nhìn giống như là nó cái mình con cá và cái đuôi con cá, nó có cái đường nhấn xuống. Cái thiết kế của họ cũng hay quá, hiệu Kona. Thiết kế đất rất là đơn giản, đường nét rất là đơn giản. Một cái đường viền chạy qua. Rất là đơn giản nhưng mà có vẻ có cái gì đó nó cũng rất là sang trọng. Màu xanh, đọt chuối. Qua, nè, các bạn thấy không? Nó nhấn cái đường này xuống dưới cái đường xéo như vậy á. Cái chiếc này là Hyundai 2024 Kona SE. Chiếc này mới có 2.000 mai thôi, đời 2024 là 2.000, là mới có 3.600 km thôi, giá 24.000. Giá tại Mỹ, xe đã qua sử dụng. Đây là một cái chiếc Hyundai ở Santa Fe, kiểu dáng thể thao nè. Xe Hàn Quốc bên này cũng không có cao mà. Xe này đã qua sử dụng nè, mà cũng còn khá là mới luôn. Đời 2017 Santa Fe, đời 2017 thể thao, có 14.600. Xe khá là mới luôn. Đèn lái còn mới tinh, nước sơn còn mới tinh, gần như không có thấy tì vết. Giá 14.600 à, chưa tới 15.000. Xe này xe chưa thuế mà, đời 2017. Wow, có quá là nhiều xe luôn. Ở bên kia có Acura, ở đây nó có xe hiệu Dodge, ở đây có mấy chiếc hiệu Volvo nè. Ở đằng sau nó có Audi Q5 nữa kìa, Captivo, Volvo, Ford. Wow, đi không có hết nổi đâu. Mới đi vô đây là thấy quải luôn à. Đi vòng ra sau đây nó có một số xe hiệu Lexus, một dòng xe cao cấp của Toyota. Đây là Infiniti, một cái dòng xe cao cấp của Nissan. Lexus
GS 460. Ồ, dãy này cũng khá là xe cao cấp không à. Ở đây là Lexus. Mấy chiếc Lexus này nó cái logo nó màu xanh là xe hybrid không à. Để hôm nào mình sẽ đi vô một cái hãng chuyên về Lexus, mình sẽ review tiếp cho các bạn xem. Này Lexus. Mercedes. Nhìn cũng rất là quậu. Mercedes với BMW. Còn chiếc BMW này nhìn nó quậu mà sang quá trời. Ở bên này cũng BMW X5. Để xem cái chiếc này là chiếc gì. Chiếc BMW này quá đẹp các bạn. Nhìn cái đèn nó bên trong nó xanh 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 xanh. Chiếc BMW này quá đẹp. Nhìn ở ngoài nó rất là đẹp. Cái màu xám của nó mà màu xám khói đậm. Nhìn không biết các bạn nhìn video như thế nào, mình nhìn ở ngoài rất là sang. Ồ, chiếc X5. Chiếc X5. Đây là cũng là chiếc X1 thôi. Theo xe BMW á, BMW Group á, thì cái số nó càng lớn, X càng lớn thì cái xe nó càng bự ra. X5 rất là bự, bự hơn cái chiếc X1 rất là nhiều. Chiếc này đời 2019, đi 53.000 mai rồi, giá 36.000. Wow, giá 36.000 chiếc X5 này quá đẹp. Ở bên Mỹ này một người làm bình thường á, thì có thể là mua được chiếc xe này rất là đơn giản các bạn. Chỉ cần đao vô bỏ tiền ra 5-7 ngàn là có thể là lấy chiếc xe này về. Trả góp mỗi tháng có 30 mấy ngàn thôi. Ở bên này cũng là một cái chiếc BMW mà nó đời X3 thôi. Các bạn sẽ thấy là X5 nó lớn hơn X3 một chút xíu. Đây là chiếc X5. Còn đây là chiếc X3. X5 lớn hơn chiếc X3 tí xíu. Mà dòng xe này cũng là đời 2019 luôn. Nhìn cũng rất là ngầu. Mạnh mẽ, sang trọng. X3 M40i nè. 54.000 mai. Giá 33.000. Của nó cũng đẹp quá. Đèn lái nhìn rất là đẹp. Cái khu này là xe BMW không à? Hình như là cái khu sau là cái khu xe Tesla. Để mình đi ra sau xem. Ở khu vực này là toàn xe chết không à? Đây là chiếc Tacoma của Nhật. Đây là chiếc hiệu Ram 1500. Một cái thương hiệu xe của Mỹ. Bên này người ta đi rất là nhiều. Cái xe chết này nó dài hơn cái chiếc Tacoma kia quá trời luôn kìa. Các bạn thấy không? Cái thùng xe nó dài dễ sợ. Mấy cái xe của Mỹ á, là bao giờ nó cũng bự, dài, to. Nè, chiếc GMC này, cái mặt trước của nó rất là to. Nhìn rất là quạo. Bạn nhìn thấy cái cản nó rất bự nha. Đây là chiếc hiệu Ram. Bên này là một cái chiếc hiệu Ford. GMC, Nissan. Nguyên cái dãy này là xe chết không. Nếu mà làm hết cái chủ đề xe này ở đây rất là
rất là dài. Các bạn coi sẽ ngán, một cái hôm nào đó mình sẽ làm một cái video clip chủ đề về cái những chiếc xe chết này. Ở bên dãy này đó là Hyundai. Ở bên này nó có mấy cái chiếc Mustang, hiệu hình cái con ngựa. Ở khúc sau đi qua tới bên kia nữa. Biết làm sao mà đi. Ở đằng sau nữa các bạn. Đây là một cái dòng xe mà nó có hình con ngựa nè các bạn. Sẽ cái dòng xe này tên gọi là Mustang á. Ở Việt Nam mình hay gọi tên là Mustang. Mà đây là một cái dòng xe cao cấp của hãng Ford. Chiếc này nó tên là chiếc Mustang E4 hả? Chiếc Mustang E4 đời 2023. Đây. Khó thấy ha. Cái chiếc này là 2023 Ford Mustang Mach 4000 mai. Giá 42000. Đời 2023 42000. Xe này đi rất là ngầu. Ở phía sau cái đèn xe của nó, hai cái đèn xi nhan hai bên đó, nó nhìn giống như cái móng con ngựa. Đây cũng vậy, nó nhìn như cái móng con ngựa. Xe rất là quậu ha. Nhìn nó quậu ha. Nó có vẻ gì đó, nó vừa mềm mại nhưng nó vừa cứng cáp, giống như những con ngựa hoang á. Xe Tesla nè các bạn. Xe này xe sedan mà nó thấp thôi. Mình nghĩ chiếc xe này giá nó cũng không cao lắm. Xe này đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà cái ghế bên trong của xe Tesla nó làm cái màu trắng á. Nhìn nó thiết kế có vẻ rất là sang trọng. Xe này đời 2019 là đi được mới có 4 năm mấy à. 4 năm mấy mà giá của nó là 28.000. Chiếc này đi mới có 66.000 mai thôi. 66.000 mai, khoảng 100.000 cây số ta. 100.000 km. Có 28.000 thôi chiếc Tesla này. Ở đây là có mấy trạm sạc điện luôn nè. Sạc điện cho xe điện chiếc Tesla này đang sạc, hai chiếc Tesla này đang sạc. Mấy chiếc này cũng bán luôn nè. Hôm nào có thời gian rảnh mình sẽ làm một chủ đề về cái xe Tesla này. Mình sẽ đi review cho các bạn xe Tesla. Ở đây nó có mấy cái chiếc Mini Cooper nè. Mini Cooper mà của cái hãng xe Fiat á. Nhìn cũng rất dễ thương. Chiếc này cũng rất là dễ thương. Bây giờ phải về đi làm thôi các bạn. Hôm nay rảnh mình đi quay video cho các bạn xem về xe hơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video clip của mình. Đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh Lãng Tử 02 Sài Gòn, ủng hộ kênh của mình nha. Mình sẽ quay nhiều về chủ đề xe hơi cho các bạn xem.